chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, người sống cả đời nhất định sẽ bị nhiều chuyện vụn vặt vướng bận đến phiền não. Bởi vì không thể biết trước số phận nên chúng ta lại càng dễ phân tâm, mất phương hướng và lo lắng. Có nhiều người gặp chút khó khăn đã muốn bỏ cuộc, muốn gục ngã. Nhưng dù cuộc đời này có cay đắng vất vả đến đâu, mong bạn vẫn luôn cởi mở và bình tĩnh để đối diện với nó. Có 6 nỗi khổ, chỉ cần bạn vượt qua được, nhất định sẽ có thể mở ra một tương lai tươi sáng. Những nỗi khổ ấy là gì? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé! Vị đắng thứ nhất, thiếu tiền. Giàu có ở núi cũng có bạn đến thăm, nghèo khó ở ngoài thành phố cũng chẳng ai dám đến. Thực tế luôn phũ phàng như vậy. Đến tuổi trung niên, nếu bạn còn nghèo thì việc phụng dưỡng cha mẹ già, việc chu cấp cho con cái học hành, việc sống sót cũng là một điều khó khăn. Nhìn xung quanh đi, có cái nào mà không cần tiền cơ chứ? Nếu bạn không có khả năng kiếm tiền thì 80% đau khổ của cuộc sống sẽ tìm đến bạn. Thống kê cho thấy 99% hạnh phúc không liên quan gì đến tiền bạc, nhưng 99% bất hạnh là liên quan mật thiết đến nó. Không có tiền nên mặc định bị mất đi nhiều thứ, đau khổ mệt mỏi, phải cam chịu cay đắng và bị người khác nói ra nói vào. Xã hội ngày nay ai có tiền người đó có trọng lượng, ai không có tiền thì bị lép vế, ai có bản lĩnh người đó làm sếp. Người người ngưỡng mộ, ai không đủ nhẫn nại làm nhân viên, chịu mọi thiệt thòi. Đừng cứ cho rằng ngày tháng còn dài mà không biết được cơ hội, một đi là sẽ không trở lại. Hiểu được sự lạnh lùng của xã hội mới biết cách cười để sống. Trong cuộc sống không cần bạn phải yêu tiền nhiều thế nào, nhưng bạn cần biết rằng có tiền chính là có sự tôn nghiêm tuyệt đối và kiếm tiền chính là thể hiện giá trị của thể diện. Vì thế, sống ở đời, cái gì cũng có thể không có, nhưng đừng không có tiền, và cái gì cũng có thể có, nhưng đừng có bệnh. Cho nên, dù kiếm tiền có vất vả đến đâu, cũng nên cố gắng nỗ lực hết mình, vì khi có tiền trong tay, bạn sẽ có cuộc sống ổn định và hạnh phúc hơn trước. Vị đắng thứ hai, bệnh tật. Có câu chuyện kể rằng, một người đàn ông thành đạt đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, lo sợ sẽ không sống được bao lâu nữa. Ông bỏ ra rất nhiều tiền để tìm đến một vị danh y xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, danh y nói với ông rằng bệnh của ông ngoài cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê cho ông 3 đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm. Hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo. Đơn thứ nhất bác sĩ ghi, hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút, làm liên tục như vậy 21 ngày. Đơn thứ hai có nội dung là hãy tìm 5 con cá hoặc tôm rồi thả chúng xuống biển, liên tục như vậy trong 21 ngày. Đơn thứ ba được viết, tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bãi cát. Người đàn ông cứ viết xong thì thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại viết, sóng lại cuốn đi, cứ thế lặp đi lặp lại đến khi ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả. Khi về nhà, ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế. Thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa. Thay vì tự tạo cho mình áp lực phải gồng gánh, khao khát sớm ngày thành công, để rồi biến bản thân thành những cỗ máy kiếm tiền không ngừng nghỉ. Chúng ta hãy ngồi lại để học cách nghỉ ngơi. Tham lam là một liều thuốc độc và dục vọng là con dao hai lưỡi. Khi có cuộc sống ổn định, chúng ta lại muốn theo đuổi sự thoải mái. Có cuộc sống thoải mái, chúng ta lại cần hưởng thụ vật chất xa hoa. Nếu dục vọng không có điểm dừng, thì con người vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy đủ, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn và cũng không bao giờ tìm kiếm được niềm vui. Đôi khi nhắm mắt và thư giãn tâm trí vài phút mỗi ngày là cách để chúng ta có thể giải phóng những áp lực tinh thần hiệu quả, giúp tâm lý ổn định một cách tự nhiên. Chúng ta học cách sống tốt và trân trọng mọi khoảnh khắc trôi qua để biết được giá trị đích thực của chính mình nằm ở đâu. Hạnh phúc đích thực của cuộc sống không cần khai thác bằng tiền bạc. Chỉ khi đau ốm, con người mới thật sự hiểu giá trị của một cơ thể khỏe mạnh. Sức khỏe là vốn liếng, nhưng chúng ta lại luôn bị cám dỗ bên ngoài mê hoặc và bỏ qua nó. Khi bệnh tật quấn thân, bạn sẽ hối hận vì đã thức thâu đêm suốt sáng. Hạnh phúc thật sự là khi cơ thể không bệnh tật, lòng bình an. Do đó, hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, dù sống một mình đi nữa cũng phải thật khỏe mạnh và vui vẻ. Vị đắng thứ ba, tình thân bạc bẽo. Người ta bảo nhà là nơi mang lại hơi ấm, nhưng đối với một số người, nhà lại là địa ngục đem đến cho họ đau khổ. Không khí gia đình là thứ sẽ quyết định trực tiếp đến mức độ hạnh phúc của mỗi thành viên trong nhà. Nếu tình cảm gia đình rời rạc, cả nhà thiếu tinh thần đoàn kết thì ngôi nhà đó chắc chắn sẽ không êm ấm. Hy vọng rằng mỗi chúng ta đều có thể kiềm chế được bản tính của mình, vun đắp tình cảm cho gia đình, đồng thời học được cách thấu hiểu lẫn nhau.
Vị đắng thứ tư cầu không được. Có một người mẹ dắt theo cậu con trai cùng đi ra chợ. Lúc đi ngang qua một tiệm bánh, mùi bánh thơm phức từ trong cửa tiệm bốc ra. Trong tủ kính bày đủ các loại bánh ngọt với đủ hương vị vừa mới làm xong. Cậu bé đứng trước tủ kính nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh kem khoái khẩu. Người mẹ biết được tâm tư của cậu, liền chiều ý cậu bé, chọn cậu một vài bánh kem vị sô-cô-la mà cậu thích nhất. Khi nhân viên cửa tiệm gói xong miếng bánh, trao cho cậu, cậu bé vui mừng nhảy nhót, muốn đưa lên miệng ăn ngay. Nhưng thời gian đã gần đến giữa trưa, để tránh cậu bé bỏ lỡ bữa chính, người mẹ giật lấy miếng bánh kem từ tay cậu bé đem cất và nói với cậu rằng, đợi đến chiều chúng ta mới ăn có được không? Cậu bé vốn dĩ tâm trạng đang vui, bất chợt phải chịu đả kích lớn như vậy, liền ngồi xổm xuống đường. Quấy khóc ầm lên, quyết không chịu đứng dậy, hét lớn. Mẹ xấu lắm, mẹ xấu lắm. Khiến mọi người đi đường đều ngoảnh đầu lại nhìn. Người mẹ cảm thấy lúng túng không biết làm sao mới phải. Nhìn lại bản thân, có phải chúng ta cũng giống như cậu bé muốn ăn bánh kem cho bằng được phải không? Khi có thì vui sướng, khi mất đi lại đau khổ. Giá mà chúng ta nghĩ rằng mất đi thì xem như chúng ta trở lại vị trí ban đầu thôi, thì nhẹ lòng làm sao? Triết gia Hy Lạp Soras đã nói, những thứ mà chúng ta sở hữu, chúng sẽ làm chủ chúng ta. Muốn sống vui vẻ không phải là phải có cho bằng được hết thảy những thứ mà mình muốn có, mà là phải để bản thân không có nó cũng được. Đừng cho rằng trên đời này có thứ gì nhất định phải có cho bằng được nó mới được. Là thứ tuyệt đối không thể từ bỏ. Là thứ của bạn sớm muộn cũng thuộc về bạn. Đã không phải có cưỡng cầu cũng vô ích. Chúng ta hãy học cách nhìn thoáng hơn với mọi vấn đề. Bởi vì không thể bất cứ việc gì cũng thuận theo ý mình. Chúng ta sẽ không thể hạnh phúc nếu quá cố chấp. Điều chúng ta cần làm là chăm sóc tốt cho bản thân, làm việc chăm chỉ, sau đó không để lại hối tiếc gì. Không cần nuối tiếc những người đã rời đi, cũng không cần vì những chuyện đã qua mà đau lòng. Hãy sống vì hiện tại và hướng tới một tương lai tốt đẹp dành riêng cho bạn. Vị đắng thứ năm, nhìn không thấu. Những người thông minh là những người sớm nhìn thấu sự vô thường của thế gian. Họ lĩnh hội trải nghiệm và rồi không cố chấp mong cầu. Hãy tin rằng mọi điều đến với bạn, dù là tốt hay xấu, đều là sự an bài tốt nhất. Người tốt đến với bạn cho bạn niềm tin, người xấu đến dạy bạn bài học, nên khi đối mặt với họ, cứ nở một nụ cười im lặng đầy trí tuệ. Nếu hòa đồng với mọi người có thể mang lại sự ấm áp cho bạn thì hãy làm. Nếu im lặng có thể giúp bạn tránh được phiền phức thì hãy thực hành. Đừng kiêu ngạo và sống buông thả. Cả đời này nên sống không oán không hối. Tự kiểm điểm bản thân nhiều hơn, giữ tấm lòng luôn trong sạch để xây dựng cuộc đời bình yên cho riêng mình. Vị đắng thứ sáu, buông không đành. Hạnh phúc xuất phát từ tâm trạng của mỗi người. Nếu ta dễ biết đủ thì sẽ sớm thấy vui vẻ. Học cách buông bỏ những điều không tốt để đời trôi đi những phiền não. Cuộc sống là của bạn, chính bạn mới là người quyết định nó tốt hay xấu. Chuyện cũ đã qua, gác lại mọi chuyện. Ai yêu ai ghét cứ tùy ý, tự mình phải sống thật vui vẻ. Chúng ta cầm lên được thì phải buông xuống được, đừng mãi sống trong nuối tiếc. Không nên vướng bận vì quá khứ, hãy dọn dẹp mọi ký ức buồn và sống thật rạng rỡ. Quý vị thân mến, có một câu hỏi như thế này. Con người sống trên đời thứ gì đáng giá nhất? Có người nói thứ đáng giá nhất là khối tài sản kết xù. Có ý kiến khác lại cho rằng đó là dung mạo xuất chúng. Không ít người lại khẳng định là phải có quyền lực và địa vị tối cao mới đáng giá. Nhưng trớ trêu là tài sản dù có nhiều đến mấy rồi cũng sẽ cạn dần. Dung mạo mỹ miều bao nhiêu cũng sẽ dần tàn phai. Quyền lực có uy quyền đến đâu cũng sẽ có lúc dần biến mất. Chỉ có duy nhất phẩm chất lương thiện là có thể tồn tại mãi mãi. Nhân phẩm chính là vinh quang của cuộc đời. Giữ gìn nhân phẩm tức là ta đã giữ được cho bản thân khối tài sản lớn nhất và phong độ lớn nhất của cuộc đời mình. Thứ nhất, nhân phẩm được thể hiện qua sự tôn trọng người khác trong giao tiếp. Một hôm, ngoài cổng trường học vang ra những tiếng cãi vã rất lớn, hóa ra là một cô giáo đang chửi mắng bảo vệ gác cổng của trường học. Cô gái này đến tìm bạn đang làm ở trường học nên nhờ bảo vệ cổng mở cửa giúp, đồng thời bày tỏ đã đưa giấy thông hành cho bảo vệ gác cổng lúc sáng. Người bảo vệ giao ban lúc này yêu cầu cô phải đăng ký ra vào theo thông lệ mới có thể bước vào. Cô gái kia lại nhất quyết cho rằng không cần thiết phải phiền phức như vậy nên quát mắng người bảo vệ. Không phải chỉ là một tên bảo vệ tầm thường thôi hay sao? Ông có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Người bảo vệ cũng tức giận, lớn tiếng quát. Đây là trường học, để bảo vệ an toàn cho học sinh ở đây, tôi bắt buộc phải làm như vậy. Nào ngờ cô gái này cứ như chịu ấm ức lớn lắm vậy. Khóc lóc lu loa khiến cho mọi người vây quanh xì xào bàn tán. Cô còn đe dọa muốn khiếu nại người bảo vệ với hiệu trưởng. May mà sau đó người bạn của cô gái đến,
Anh ta là người hiểu lý lẽ nên liên tục xin lỗi người bảo vệ, đến lúc đó mới có thể dập tắt được cuộc cãi vã. Người đứng xem đều cảm thấy cô gái này thật không hiểu chuyện, lại không biết tôn trọng người khác nên mới xảy ra cuộc cãi vã như vậy. Thực ra thì cho dù là người bảo vệ hay nhân viên lao công, mỗi ngành nghề, chức vụ đều nên được tôn trọng, thông cảm cho người khác và biết thấu hiểu, bao dung cho người ta, ấy chính là biểu hiện của sự giáo dưỡng cơ bản nhất của một người. Việc giao thiệp giữa người với người đôi khi rất giống với việc bạn đang đứng trước một tấm gương. Bạn cười, nó cũng cười theo bạn. Bạn lịch sự với nó cũng đối đãi lịch sự với bạn. Đạo đức có thể bù đắp những khiếm khuyết về tài năng, nhưng tài năng mãi mãi cũng không thể bù đắp được những khiếm khuyết về đạo đức. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình. Thứ hai, biết ơn cuộc sống và lưu giữ tấm lòng lương thiện. Hồi nhỏ, cha mẹ và thầy cô luôn dạy con cái mình phải có tấm lòng nhân ái, phải làm người lương thiện. Bởi quý nhân tốt nhất trên đời này của chúng ta chính là bản thân mỗi người. Khi chúng ta sống lương thiện và tốt bụng, chúng ta sẽ được giúp đỡ và hỗ trợ nhiều nhất. Từng có một tin tức vô cùng xúc động thế này. Một người đàn ông quốc tịch Mỹ tên là Aaron, vì không muốn đứa con 2 tuổi chiều đó giống mình, anh luôn nỗ lực tìm kiếm một công việc. Đến một ngày cuối cùng anh cũng nhận được lời mời phỏng vấn nên hứng khởi chuẩn bị rất lâu. Buổi sáng hôm ấy với $2 còn lại trong túi, anh nhảy lên xe buýt đi đến công ty ứng tuyển. Trên đường đến phỏng vấn, vì đi ngang qua một vụ tai nạn giao thông nên xe buýt của anh phải tạm thời dừng lại một vài phút, nhưng chẳng có ai muốn bước xuống giúp đỡ người gặp nạn. Aaron nhờ lái xe mở cửa và đợi anh một lát đến giúp đỡ người bị thương kia. Nhưng tài xế đáp lại, xe buýt không đợi một mình cậu được. Nếu cậu xuống xe thì tôi vẫn sẽ lái đi tiếp. Đấu tranh tư tưởng trong giây lát, anh vẫn lựa chọn xuống xe cứu người, từ bỏ buổi phỏng vấn quý giá kia. Cuối cùng người bị thương ấy được đưa tới bệnh viện, trải qua chữa trị kịp thời, bệnh tình đã dần ổn định lại. Aaron nói, bỏ qua cơ hội làm việc lần này thì sau này vẫn có thể có lại, nhưng sinh mạng con người thì chỉ có một. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là phải cứu người mà thôi. May mắn là chính nhờ hành động lương thiện của Aaron mà sau đó anh được rất nhiều phương tiện truyền thông quan tâm đưa tin. Sau vụ việc ấy, anh cũng nhận được rất nhiều lời mời làm việc. Trong đó có cả công ty anh đã bỏ lỡ buổi phỏng vấn kia. Cuộc sống chán nản khốn khổ cũng nhờ sự lương thiện của anh mà dần được cải thiện hàng ngày. Lòng tốt giống như một vòng tròn tuần hoàn. Nếu bạn biết cảm ơn, lương thiện với người khác thì sẽ có một ngày những chuyện tốt mà bạn từng làm sẽ đáp trả lại bạn bằng những việc tốt khác bằng phương thức khác nhau. Giống như một câu nói trong bài viết của một nhà văn thế này, có đôi khi lòng tốt sẽ không báo đáp bạn ngay tức khắc, nhưng sẽ trả lại bạn niềm vui vào lúc bạn không ngờ nhất. Có đôi khi lương thiện sẽ đến bằng phương thức khác nhau khiến bạn cảm nhận được lòng bao la và sự dư đầy của nó. Thứ ba, học gì thì học nhưng nhất định phải học làm người. Học gì thì học nhưng nhất định phải học làm người trước tiên. Đây là câu nói nổi tiếng của nhà giáo dục Đào Hành Tri. Trên con đường nhân sinh, chúng ta phải biết nghiêm túc chịu trách nhiệm với bản thân, chân thành đối xử với người khác, học cách tôn trọng khoan dung với mọi người, luôn biết suy nghĩ từ góc độ của người khác, học cách cảm ơn cuộc đời, dùng tấm lòng lương thiện, đối xử tốt với hết thảy mọi vật. Nên sống trên đời nhất định phải lấy nhân phẩm làm gốc, bởi nhân phẩm là tiêu chuẩn đánh giá một người tốt hay xấu, cũng là mấu chốt quyết định thành bại của người đó. Trên tất cả, nhân phẩm còn là chỗ dựa vững chắc nhất của một đời người. Bởi vậy mới nói nhân phẩm tốt chính là khoản vốn liếng lớn nhất, giá trị nhất của chúng ta. Nhân phẩm tốt là vòng nguyệt quế, sự huy hoàng và là tài sản quý giá nhất của đời người. Nhân phẩm tốt sẽ tạo ra cho con người địa vị và danh phận trong xã hội. Nó cũng là tất cả tài sản của con người trên phương diện danh dự cá nhân. Trước khi làm việc, cần phải làm người. Đó là đạo lý bất biến từ cổ chí kim. Làm người như thế nào không chỉ thể hiện trí tuệ của một người mà còn thể hiện sự tu dưỡng của người đó. Một con người bất luận có thông minh đến đâu, có năng lực đến đâu, điều kiện tốt thế nào, nếu không hiểu được cách làm người, nhân phẩm không tốt, sự nghiệp cũng như các mối quan hệ giữa người với người của anh ta trong xã hội cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Muốn làm tốt bất cứ việc gì cũng phải làm người cho tốt đã. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây là đã hết rồi. Quý vị cũng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.